mẹ ruột bé VA bức xúc, chỉ trích tội ác chồng cũ, làm đơn kháng cáo đề nghị xử mức án cao nhất. Chị Nguyễn Thị Hát, mẹ ruột bé VA cho rằng bản án 8 năm đối với chồng cũ là quá nhẹ, chưa phản ánh đúng bản chất tội phạm. Vì vậy, chị đã làm đơn kháng cáo đề nghị thay đổi tội danh của Thái sang tội tước đoạt mạng sống người khác. Một tuần sau phiên tòa xét xử sơ thẩm dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang và cha ruột Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ bé gái 8 tuổi, mặc dù hội đồng xét xử đã kết luận hành vi của Trung Thái không phải là nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của con gái. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cần phải thay đổi tội của bị cáo từ đày đọa người khác với vai trò đồng phạm giúp sức thành vai trò đồng phạm giống tội của Trang. Mới đây, mẹ ruột của bé VA chính thức làm đơn kháng cáo sau khi tòa tuyên án Nguyễn Kim Trung Thái 8 năm tù. Được biết, tại phiên sơ thẩm trước đó, chị Nguyễn Thị Hát xin vắng mặt vì lý do sức khỏe. Trong đơn, chị Hát nhấn mạnh sự vô trách nhiệm của một đấng sinh thành, dù đã ly hôn vợ cũ, không thể vì lý do này mà thản nhiên dung túng phối hợp với Trang ra tay. Chị Hát khẳng định, nếu như không có sự đồng ý của Thái thì chắc chắn Trang không dám thực hiện hành vi. Mẹ nạn nhân bày tỏ, mức án 8 năm là quá nhẹ, chưa phản ánh đúng tội trạng và bản chất tội phạm của chồng cũ nên đề nghị thay đổi để Thái phải chịu trách nhiệm chung với dì ghẻ Quỳnh Trang. Riêng với mức án cao nhất cho Tiểu Tam, chị Hát và gia đình cũng đề nghị cấp phúc thẩm giữ nguyên. Nguyễn Kim Trung Thái là cha đẻ trực tiếp chăm sóc cho cháu VA, nhưng đang tâm cùng bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang đày đọa cháu trong suốt một thời gian dài với những đau đớn trên cơ thể. Các bị cáo phải thống nhất ý chí thì mới cùng nhau sử dụng bằng tay chân vật dụng nguy hiểm tác động cháu. Nếu không có sự đồng ý của Thái thì chắc chắn Trang sẽ không có cơ hội xuống tay cháu. Tôi thấy hình phạt đối với bị cáo là quá nhẹ, chưa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và cũng không đúng với bản chất hành vi phạm tội của Thái. Con tôi qua đời thì cả hai bị cáo phải chịu trách nhiệm chung về tội tước đoạt mạng sống người khác. Trước đó, dư luận từng đồng cảm khi biết hoàn cảnh éo le của chị Hát và Thái kết hôn từ năm 2011 nhưng đến 2020 thì Thái ngoại tình, chị Hát được tòa quyết định nuôi con trai, còn bé VA được giao cho Thái nuôi dưỡng. Tuy nhiên, suốt năm 2021, Thái và Trang liên tục cản trở, cấm đoán chị Hát và bé VA gặp nhau, lần gặp gần nhất là vào tháng 12 năm 2020. Kể lại giây phút gặp con lần cuối, chị Hát rơi nước mắt chia sẻ, lần cuối ôm con trong tay, dù cơ thể nhiều vết thương nhưng gương mặt con vẫn đẹp. Trong ký ức mình, con xinh như một thiên thần. Vì thế xin cộng đồng mạng đừng chia sẻ những hình ảnh đau lòng của con. Mỗi lần vô tình nhìn thấy, tim tôi nghẹn lại, không sao thở được. Em trai của bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện, thật không biết sẽ ra sao nếu cháu thấy mọi người cứ nhắc đi nhắc lại về sự việc đó của chị và nhìn thấy những hình ảnh đau đớn đó. Cùng với đó, luật sư Nguyễn Anh Thơm, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nạn nhân, cũng làm đơn kháng cáo. Luật sư nhận định Thái là người bình thường, đủ năng lực xử lý hành vi, nhưng lại không có động thái can ngăn, đặc biệt là hành vi xóa camera nhằm hủy bỏ chứng cứ phạm tội. Thái đã xóa dữ liệu của 4 camera trong căn nhà tại bệnh viện Vinmec khi cháu VA được bác sĩ thông báo không giữ được mạng sống. Hành vi này không phải là che giấu tội ác cho Trang, vì thời điểm này Thái khai không biết lý do cháu VA qua đời và Trang thì luôn khẳng định sự ra đi của cháu không do mình gây ra. Thái khai rất hoang mang lo lắng khi biết con đã mất, nhưng lại đủ bình tĩnh thủ đoạn truy cập vào điện thoại di động, xóa toàn bộ 4 camera. Như vậy Thái đã biết Trang ra tay làm cháu qua đời từ khi Thái ở công ty truy cập camera trên điện thoại thời điểm 15 giờ 24 phút ngày 22 tháng 12 năm 2020. 2021, Thái có gọi điện cho Trang rất nhanh vài giây rồi dập máy. Thái có khai gọi Trang để can ngăn là sự bao biện cho tội ác. Thái có mặt ở nhà hay không thì cũng như những lần trước đều không can ngăn mà còn hùa theo hoặc tham gia đánh cháu cùng Trang. Thái và Trang cùng bàn bạc để xóa camera là để tiêu hủy chứng cứ chứng minh các bị cáo xâm phạm tính mạng cháu suốt một thời gian dài. Bé 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong, gia đình bên ngoại nói gì sau phán quyết? Ngày 1 tháng 12, sau gần một tuần kết thúc phiên xét xử, gia đình bên ngoại bé gái 8 tuổi quận Bình Thạnh bị bạo hành đến tử vong, muốn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm. Nội dung kháng cáo thể hiện gia đình bên ngoại cho bé tán thành đối với mức hình phạt tử hình mà tòa đã tuyên đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang, nhưng không đồng tình với mức án 8 năm tù mà Nguyễn Kim Trung Thái phải nhận. Phía gia đình bên ngoại cho bé cho rằng Nguyễn Kim Trung Thái là cha đẻ, trực tiếp chăm sóc bé VA nhưng đã đang tâm cùng bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành cháu trong suốt thời gian dài với những đau đớn trên cơ thể. Các bị cáo phải thống nhất ý chí, mới cùng nhau sử dụng vũ lực bằng tay chân, hung khí nguy hiểm đánh cháu. Nếu không có sự đồng ý của Thái, chắc chắn Trang sẽ không có cơ hội sát hại cháu. Tôi thấy rằng hình phạt với bị cáo là quá nhẹ, chưa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, cũng không đúng với bản chất hành vi tàn ác của Thái. Cả hai bị cáo phải cùng chịu trách nhiệm về tội giết người. Đơn kháng cáo nêu, theo gia đình bên ngoại cháu bé, đơn kháng cáo sẽ được gửi đến Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 1 tháng 12. Dì ghẻ hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết mong tòa xử kịch khung. Chiều 25 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 27 tuổi, quê Gia Lai, về tội giết người và hành hạ người khác. Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, sinh năm 85, ngụ quận 1, người tình của Trang, cha ruột bé VA, về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.
Trước đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát trong phần tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Quỳnh Trang khóc và nói, hành vi của bị cáo là nhẫn tâm, tàn nhẫn, gây bức xúc cho dư luận, bị cáo mong tòa xử hình phạt cao nhất. Theo bị cáo Trang, trong thời gian chung sống với cháu VA, ngoài những lúc có hành vi không đúng thì cũng có những lúc gia đình yêu thương nhau. Từ năm 2020, mối quan hệ cũng hơn một năm nên bị cáo không có lý do ghen tuông với chị H, mẹ cháu VA để ngăn cản việc thăm gặp. Bị cáo rất ăn năn, sám hối trong suốt thời gian bị tạm giam, mong hội đồng xét xử xem xét để bị cáo còn có thể quay đầu, chăm sóc cho em và mẹ già, bị cáo Trang trình bày. Còn bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái gửi lời xin lỗi đến chị H, mẹ bé VA, gia đình và mọi người vì những sai lầm mà bị cáo đã gây ra. Xin dư luận tha thứ, đây là mất mát quá lớn, mong hội đồng xét xử cho bị cáo mức án nhẹ nhất để bị cáo sớm trở về bù đắp cho đứa con còn lại, bị cáo Thái nói. Trình bày luận cứ bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho hay Nguyễn Kim Trung Thái là cha ruột của bé VA nhưng đã cùng tham gia với Trang chửi mắng, trực tiếp dùng hung khí nguy hiểm đánh đập bé. Ngoài ra, những lần Trang đánh đập bé VA, Thái đều trực tiếp chứng kiến hoặc theo dõi qua camera. Hành động này của Thái có ý nghĩa với Trang là người cùng thực hiện hành vi phạm tội, là động lực thúc đẩy Trang càng đánh bé VA một cách man dợ. Mặc dù lời khai của Thái tại cơ quan điều tra là đổ tội cho Trang, Thái đã can ngăn không cho Trang đánh đập bé VA. Tuy nhiên, lời khai này mâu thuẫn với diễn biến vụ án, do đó Thái phải chịu trách nhiệm trước cái chết của cháu VA, luật sư Nữ nói. Theo luật sư Nữ, vụ án này là điển hình của bạo lực gia đình, đang được dư luận quan tâm. Vì thế, luật sư kiến nghị Tòa án Nhân dân TP HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu thay đổi tội danh với Nguyễn Kim Trung Thái từ hành hạ người khác sang giết người. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM đề nghị hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang án tử hình đối với tội giết người. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, bị đề nghị hình phạt chung là từ 6 đến 8 năm tù. Theo vị đại diện Viện Kiểm sát, hành vi phạm tội của các bị cáo gây bức xúc dư luận xã hội. Bị cáo Trang trong quá trình chung sống đã đê hèn, đánh đập bé VA. Do Trang không được gia đình Thái chấp nhận, Thái không chấp nhận có con chung, nên Trang đã dùng nhiều lời lẽ hành vi hành hạ nhiều lần bé VA. Đáng lẽ cháu phải được sống trong gia đình hạnh phúc và được nhận sự chăm sóc yêu thương của ông bà cha mẹ, nhưng cháu A sống trong hoàn cảnh thiếu thốn nên trong quá trình chung sống lẽ ra Trang phải yêu thương bé nhiều hơn, nhưng bị cáo đã đê hèn đánh đập bé nhiều lần, đại diện Viện Kiểm sát nói. Đỉnh điểm khi bị cáo Thái đi làm, Trang tiếp tục đánh bé vào nhiều vùng trọng yếu trong nhiều giờ. Qua hình ảnh camera, nhiều giờ liền Trang không cho bé VA mặc quần áo và dùng gậy đánh nhiều lần vào vùng trọng yếu của bé, làm bé đau đớn đến chết. Đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo Thái đã thờ ơ không bảo vệ bé VA, không tố cáo trước hành vi đánh đập tàn nhẫn của bị cáo Trang. Hơn nữa, khi biết Trang đánh bé VA tử vong, Thái còn đăng nhập vào ứng dụng để xóa dữ liệu camera nên cần có bản án nghiêm khắc với bị cáo. Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang khóc nức nở tại tòa. Sáng nay 25 tháng 11, phiên xét xử sơ thẩm hai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang 27 tuổi và Nguyễn Kim Trung Thái 37 tuổi được diễn ra tại Tòa án Nhân dân TP HCM. Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị truy tố về hành vi giết người, hành hạ người khác. Nguyễn Kim Trung Thái bị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Trước khi đọc cáo trạng, thẩm vấn Nguyễn Võ Quỳnh Trang, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cho rằng đã xem xét vết thương vùng thái dương và xác định việc này không phải là nguyên nhân dẫn tới việc cháu VA tử vong. Hội đồng xét xử cũng đã triệu tập giám định viên tham gia phiên tòa nên đề nghị của luật sư về việc này là không có cơ sở. Theo hội đồng xét xử, trước đó vào 21 tháng 7 2022, Tòa án Nhân dân TP HCM cũng trả hồ sơ điều tra bổ sung. Căn cứ vào kết quả điều tra bổ sung, Viện Kiểm sát Nhân dân giữ nguyên quan điểm truy tố hai bị cáo. Hội đồng xét xử các bị cáo theo tội danh mà Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố. Hội đồng xét xử cũng xét thấy vết thương của vùng thái dương của bé VA được xem xét trong quá trình giám định tử thi của nạn nhân. Vết thương này không gây ra cái chết của nạn nhân, đề nghị các luật sư bảo vệ cho nạn nhân là không có cơ sở. Hội đồng xét xử triệu tập giám định viên tham gia phiên tòa để làm rõ nên đề nghị của luật sư là không có cơ sở. Bị thẩm vấn, Nguyễn Võ Quỳnh Trang thừa nhận dùng roi cây kim loại đánh bé VA vào đầu, nhốt bé vào chuồng chó cùng các hành vi bạo hành khác. Trang nói không hiểu vì sao làm như vậy, không lý giải được hành vi của mình, rồi khóc nức nở. Hội đồng xét xử phải nhắc bị cáo bình tĩnh. Xét hỏi sau Nguyễn Võ Quỳnh Trang, Nguyễn Kim Trung Thái cũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, nhưng lại bao biện về hành vi xóa dữ liệu camera an ninh. Khi đó bé A bị ói nhiều, tôi hoảng loạn, tinh thần không ổn nên đã xóa dữ liệu camera. Tại phiên tòa sáng nay, chị Hạnh, mẹ ruột của cháu VA đã xin phép vắng mặt vì lý do sức khỏe.